hết. Cái thiên thời này là thời của con trời con Phật xuống để lập lại đời thời xưa, trở lại thời xưa, quy cổ diệt kim. Thì sư phụ sẽ về nước Việt một thời gian rất là ngắn là vua. Tại vì mấy vị đã kêu nói thì hộ nói trong hơi đồ tự ngã mạng, đó là sự thật, để cho dân ta có cái mindset đó. Mindset tiếng Việt Nam gọi là gì, định hướng, phải không? À, thì định hướng sẵn, họ lơ lơ lửng lửng, nửa tin nửa không tin thì kệ, nhưng mà đến lúc 1, 2, 3 mà trở cận cái là họ đã định sẵn trong cái đầu, nó có nửa hơn là không có. Cho nên mấy vị cứ kêu nói thoải mái đi con, hiểu chưa? Cho nên giải thích vụ lúa vậy đó. Còn câu gì nữa không? Tất cả những con của cha mẹ muốn thật sự muốn tu hành đó, thì phải tu thế nào để học được cảnh giới sắc giới, sắc giới hoặc là niết bàn. Muốn vô sắc giới liền lập tức không? Không, muốn cái đó ai cũng phải muốn gì mà. Mà con muốn làm thử không? Muốn làm thử cái gì? Muốn thử không? À, về à, con đi về Việt Nam á, kiếm nhỏ mà đẹp đẹp cỡ Ngọc Trinh á, kêu nó đừng mặc đồ đứng trước mặt con có ngày mà con không có động tâm á thì đó là vô sắc giới rồi, là con về cõi à, trời của sẽ ngay lập tức. Nó đều là hiện hữu thế gian mình hết, tại người đời với mấy thầy không biết áp dụng thôi. Như sư phụ là người vô quá ngại, không có ngại tôn giáo, cũng chẳng ngại quốc gia, chẳng ngại cộng sản, cũng chẳng ngại bất cứ nữ sắc hay tiền tài danh vọng. Phụ có bao tiền tỷ thì không chịu xài, cũng đem cho, cái gì cũng không có cám dỗ được sư phụ. Đó là sư phụ đã là Bồ Tát, đã là Phật rồi. Thì nếu con làm được giống sư phụ thì là con ở cảnh niết bàn rồi. Sư phụ đang ở cảnh niết bàn mà hạ giới, cảnh niết bàn thiệt ở trên kia à, nó không có mấy đệ tử này. Tại trong đám đệ tử này có đứa sẽ về với phụ trời cõi trời, có đứa cũng ở lọt lại á, tội nghiệp mấy đứa lọt lại phải đi lên đi xuống thăm đó. Thì nếu mà con làm được giống như phụ là con sống thiên đàng hạ giới à, nhưng mà phải kiếm đứa đẹp kìa chứ không phải đứa xấu à, mà kêu nó cứ mặc đồ cứ ngợi mà lòng không có động thì là vô sắc giới. Còn hơn là đi ngồi thiền cả mấy chục năm đó, thôi chỉ thiệt mà mình thấy cảnh trần mà mình không có nhập trần á là mình đúng rồi. Ở trên trời dạy cho phụ vậy á hả? Thua hả? Fail hả? Không, cái này là thắng rồi. Ai thắng? Tại vì trên bảo dưới không nghe nữa đâu mới... Thì bởi vì cũng mới fail, đâu phải dễ làm đâu. Nếu mà làm được mấy ông thầy, mấy ông đâu có một đống bồ. Bây giờ trong chùa mấy ông thầy nào cũng có bồ, không biết không? Trên bảo dưới không nghe. Fail. Bây giờ thầy này á, chẳng những fail mà fail double luôn nữa. Mấy ông không có thích con gái mà lại thích đàn ông nữa kìa. Ok, đổi đề tài khác, trước mặt cái gì không có nói bậy bạ. Không, tôi dạy thiệt á. Có gì hỏi gì nữa không? Nếu mà thật sự mà nếu mà vào được cảnh giới, nếu mà người đó tu được vào cảnh giới vô sắc giới mà thật sự muốn tu nữa, muốn vào cõi với nước bạn thì phải tu với tao vào cõi với cảnh giới nước bạn. Chuyện nó quá dễ mà nó có cần phải vô chùa, cũng không cần thay áo. Thì bây giờ con có bao nhiêu tiền con cứ cho hết, và không có ham ăn, không có ham uống, cũng con cái hay vợ con thì nó không có thèm ngó tới mình đừng có chấp, mình vẫn từ bi độ lượng đó, là mình đang tu, mình ở cõi niết bàn rồi, tự tại rồi. Còn mình mà còn dính mắc, mình còn chấp, rồi mình lo tương lai, rồi mình lo sao cả đời mình hy sinh cho tụi nó mà nó không ngó ngàng tới mình, tức là mình còn chấp, thì mình làm sao mà vô cõi niết bàn được. Mình phải cần nó chửi mình, sỉ giả mình, thảy vô nhà mình, vô nhà thương dưỡng lão thì mới là đúng. Mà khi mình vô nhà thương dưỡng lão, mình không hờn, không buồn, không giận, và cũng chẳng mong cầu nó tới thăm mình, đó là mình ở niết bàn rồi. Thì bây giờ ở tuổi của con cũng gần vô thì dưỡng lão, mà khi vô dưỡng lão đừng có nghĩ cần con tới thăm mình à, cứ tự tại trong đó, ai cho dạng đó, mà rảnh mày tới không rảnh thôi, tao không cần mày. Thì lúc đó mình đã là vào niết bàn, tức cái bản lĩnh của mình nó có lên rồi dũng á. Còn khi vô đó mình nhược trí, mình cứ ngày nào cũng trong điện thoại, trong người tới thăm, thì là mình thuộc về nhược trí, mình ở lại thế giới này. Thích tập nghĩa hiện tướng phụ tá tân dương, cái câu có thể trúng cái tương lai hay là có thể đổi dùng phụ.
đọc lại thất nhất hợp thất, gì thất nhị thất 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 thập nhị cứ phá thất phụ dương, tức là 14 người sẽ phò trì sư phụ đi về nước, thì nó cũng giống như là người nhân thập đi về, tức là sư phụ là thập nhân thập toàn đi về. Tại sư phụ không ham tiền, không ham vật chất, không ham gì hết, chỉ một lòng làm việc cho Thượng Đế. Thì những người bình thường ở hải ngoại hay người bình thường trong quốc nội cũng thương, cũng giúp. Cộng sản Việt Nam cũng lấy thảm đỏ rước, HO cũng ra tài giúp sức cho phụ. Thì cái người nhân thập đi về tả hữu phò trì cây cỏ cũng thành binh. Thì nó cũng tương tự như ngài chương trình nói 500 năm trước, là sau này nước Việt mình sẽ có vua là Minh Vương. Sư phụ đã được phong rồi, sư phụ sẽ là vua là Minh Vương. Thì sẽ có 17 thất thập phải không? Thất thập nhị tức là 27 hả? 72 người phò trì. Nhưng mà trong cái danh sách cái điện thoại của Việt Nam là có hơn cái đó. Mấy vị nó có mấy nghìn người cõi trời xuống đang ở bển, phụ có hết. Thì có những cái người đó bây giờ họ lộ ra mặt giống như cà phê nè, rồng lửa nè, Trương Mỹ Lan, là những người đó là những người phò trị phụ tương lai. Nhiều nhiều nữa, nhưng mà họ là những người lõi lạc không, chứ phụ không có nêu tên trong lúc này. Có cả thằng rùa dạng nữa. Rồi có cả những nhà lãnh đạo thứ thiệt hồi xưa. Thì mình không có nói trước, thì tại giờ nó chưa tới, mình nói nó hơi nhạy cảm. Thì sẽ phò trị, chứ đâu phải vua mà không có quân, không có tướng được. Còn bây giờ ở phụ chỉ có mấy về phần đạo, chứ phụ không có quân đội. Phụ không có 2 triệu quân đội như Tô Lâm, công an hay là mấy triệu tay súng. Nhưng mà phụ làm sao làm vua được. Nó mới gọi là cơ trời màu nhiệm. Quân đội của phụ hiện giờ trên 50 triệu người. Từ những đứa vừa biết kênh của phụ cũng là một tay súng. Và những người là già 80 tuổi nằm trên giường bệnh cũng là một tay súng của phụ. Rồi một tiếng nói, đó là quân đội vô cùng hùng hậu. Và mỗi ngày đó là lý do tại sao quân đội của sư phụ cần nghe sư phụ nói trên mạng. Họ lúc nào cũng trung thành sư phụ, kính cẩn. Chứ không phải sư phụ không có quân đội đâu. Chỉ có thiếu tướng trung thành với gì đó, trong triều đình nó có gì đó nhiều lắm. Hello mấy đệ tử, hay quay qua ha. Không qua hả? À, hay quá, ngồi chơi con. Rồi thập nhị hiền tử, hiền tướng, thì đó là những người đó. Chừng nào thất tướng lộ ra, chừng đó nước nhà mới an yên. Ủa bữa nay mình chỉ vui thôi mà đâu có nói chuyện pháp đâu, mới kêu là góc này chứ nói pháp nói góc đẳng. Sao bữa nay lại lọt cái vụ này? Ok rồi, tùy duyên đi chút xíu thôi nha, rồi cái cúp nghe mới. Tại vì nghe mà nói pháp là tụi nó quay dữ lắm. Còn nói chuyện bình thường tụi nó không có quay. Hỏi đấy hỏi. Tức là khi mà dân đồn Phú Quốc với cái gì ta, mà lúc mà bán cho Trung Cộng hồi mấy năm trước á, 99 á, là cái đó, đó là nói cái ý nghĩa đó. Thì cái năm đó quý vị nói á, là sư phụ phải khấn liền để cho lúc đó Đảng Cộng sản không có bán đất mình cho Trung Cộng á. 99 năm á là nó sẽ tiêu diệt được, nó sẽ thông tính quốc gia mình á. Rồi cố còn không vậy nè. Thì từ lúc đó là khởi binh đao á. Thu ngồi đây xây chuyển cả cái địa cầu này mà. Thì nó có cái đó. 99 năm trời đất đỡ mình mà ký cho Trung Cộng 99 năm. Tào lao đất của sư phụ. Mà nó muốn làm thì nó làm. Nó có giỏi hay là design hay là làm mấy công nghệ khác không, có mảnh đất mẹ ốm nhách cứ giành nhau giết nhau rồi bán nhau. Dạ, nhờ sư phụ chỉ dùm coi con hiểu về coi trúng không. Sư phụ nói là thiên tâm và thiên diệt là sư phụ sáng lập. Vậy thì con hiểu câu của ngài, sư giải con coi.
qua viết là Long Dân Hai Hội Chúa Tôi Vui Vậy, có phải con hiểu vậy đúng không chị? Đúng. Tại vì kính thiên đại chí xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian. Tại sao một giáo chủ mà không đạo không, mà nửa đạo rồi nửa đời là dính cái mắc nợ nghiệp với trần gian này, phải mang thân người chịu khổ chịu cực, chịu nắng chịu gió chịu mưa, chịu đói chịu lạnh, chịu yêu thương chịu thất tình, cậu ơi xui thù thất tình. Mỗi lần đó mà ở nhà mà chờ bà xã bà đi chơi, ba cha con ngồi hai ba giờ khuya bà chưa về, nó ba cha con ngồi cú rũ coi tivi chờ, nghe cửa ra mở lên mừng muốn chết. Thời đó cho tới thời nay, những gì mà Thượng Đế đã ban xuống cho chúng ta đó là nó đều xảy ra. Câu con nói lại đi, để cho thưa trả lời chính xác. Long Dân Hai Hội Chúa Tôi Vui Vậy. Thì cái Thiên Việt á là cái hội Long Hoa. Tại vì Thiên Việt nó sẽ gom hết cái nhân tài của HO, con chó cha và con đảng viên thành là Thiên Việt, là Long Vân, Long Hoa. Tất cả danh từ sang trọng hay là từ kinh điển thì cũng là danh từ, nhưng mà ý nghĩa nó như vậy. Thí dụ như Đức Thầy nói, ồ đến thời tận thế ông Năm Trèo ông lên ông nuốt hết. Đối với con ai bây giờ trả lời Năm Trèo chính xác là ai? Là gì? Năm Trèo đã xuất hiện rồi. Có ai biết Năm Trèo là ai không? Không biết ai. Năm Trèo là Bill Gates. Bill Gates, yeah. Là người tạo ra con COVID, là người tạo ra vaccine để giết gần 50-60 triệu người trên thế giới. Thì Năm Trèo là Bill Gates, nhưng chỉ đổi tên là cái sức mạnh mà ông đóng vai Năm Trèo. Mấy vị đâu có dùng tên được, chữ Bill Gates mà nằm trong kinh điển thì cũng hơi lạ, thế nên dùng Năm Trèo cho dễ. Rồi Long Vân, Long Hoa thì là Thiên Việt và Thiên Tâm. Mà Thiên Tâm giàu cho hôm nay nước Việt hơn 1/4. Mà giờ trong những ngày, mỗi ngày mấy vị nó có hàng ngàn hàng vạn người gia nhập Thiên Tâm âm thầm đeo dấu và thuộc cho cả nước Việt đi, 80% đi theo đi mà không bao giờ tới. Tại vì có những người người ta lì lắm, người ta không có chịu, người ta không có hiểu, và ta cũng chẳng biết cần hiểu nữa, tại chỉ cần tiền thôi với quyền lực thôi, mà ta đâu cần phải hiểu mấy cái khác, chỉ mất thời giờ quá. Thì chú Hồ cũng đâu có về, đâu có một cái người tài để giúp. Tại Thiên Tâm là đọc kinh mà, Thiên Việt đâu cần đọc kinh, bởi vì chỉ cần có lòng chánh nghĩa yêu nước thôi, thì chỉ cần một người thôi. Cũng như Lưu Bang ngày xưa chỉ cần có mình Trương Lương, Lưu Bị có mình Khổng Minh, Chu Nguyên Chương có mình Lưu Bá Ôn, chỉ cần một người thôi, không có cần nhiều người. Thì cho nên cái Thiên Việt là sự hoạt động rất là bí mật âm thầm. Giống như đi Malago từng này vậy đó. Tôi sắp đi ăn cơm với em. À cho gặp bí mật, bữa giờ đi vòng vòng. Bữa nay tôi ngồi đây với ngày mai là mấy con không có thấy đây rồi. Bữa giờ đi hoài cả tháng nay. Ở trên ngồi trên trời không mà, không có ngồi dưới đất. Tại máy bay mà Southwest Airlines nó bay trên trời. Đi quốc tế nó bay 36.000 feet là trên mây quá không. Còn đi quốc nội thì nó bay khoảng 20.000 feet. Hỏi nữa đi. Long Văn, Long Hoa tức là Thiên Việt với Thiên Tâm á, giống nhau á. Dạ con hiểu trúng rồi, cảm ơn sư phụ. Bây giờ con hỏi thêm vấn đề xã hội thôi, sau hậu sau này nhiệm vụ của sư phụ rồi. Con biết là nhiệm sư phụ rất là khổ. Nước Việt Nam mình giống như là sắc xanh nhiều quá, chẳng hạn như tàu đánh giá tự giết ngoài chợ. Thế thì sau này sư phụ sắp xếp có đỡ được không sư phụ? Sát sanh đó. Thứ nhất là họ đã ăn thịt chó từ Bắc tới Nam trước khi kênh sư phụ ra đời, và cả miền Nam cũng bán thịt chó đầy ở ngoài đường, ngoài phố. Nhưng mà hôm nay con thấy hết, đó là nhờ ai? Nhờ sư phụ. Và đồng thời trước đó
những đứa nhỏ nó chửi mình ở hải ngoại là ba que, bây giờ cũng hết chửi. Bữa nay mấy kênh Việt Nam để là 30 tháng 4 này mấy con coi đi, OFE rồi đó, để cờ vàng, ba sọc đỏ rồi đó, nói chuyện quốc nội quốc ngoại. Chú Hữu là người trung dung, chú Hữu là nước, nhưng mà nước chảy thì đá mòn. Lòng của nó đâu phải là đá, chẳng qua nó bị chính sách dẫn dụ đi sai đường thôi, chứ tụi nó cũng dễ thương lắm, mấy đứa bắt mà thông minh lắm, mà cần cù nữa, cho nên nhân tài của chú Hữu không á. Thì hôm nay tụi nó thay đổi ý kiến đó này. Thay đổi cái ý suy nghĩ, nó hòa đồng với hải ngoại lại, nó cũng nhờ kênh của chú Hữu. Rồi nhiệm vụ chú Hữu hứa trong vòng 3 năm sẽ đưa nước Việt lên cường thịnh. Mình thụt lùi 49 năm qua cái đó rồi, nhưng mà mình tiến thì mình tiến lẹ lắm. Thứ nhất là về thiên thời là mình có cha cho thiên tử xuống làm vua nước Việt. Trên thế gian này mấy trăm quốc gia, tại sao cha không cho thụ đầu thai làm vua nước Mỹ đi? Tại nước Mỹ sao nó nghèo nước Việt á, lại là nước Việt ha, mà hiểu vậy, nước Việt là nghèo nhất, cùng cực nhất đúng không, khổ nhất, hạn hán rồi nè, nghèo nè, đói khổ là thuốc men không có nè, rồi lãnh đạo thì giết nhau nè, không là một cái nước tàn canh gáo máng, gọi là cái gì á, cái bờ tre cũng không có nữa, đừng nói chi mà cái bờ đê, bờ tre còn không có giữ nổi nữa, thì phải đầu thai nước Việt. Rồi sau đó lại chờ quật ngược trở lại thiên thời, có nghĩa là cơ trời đi các gì gia hộ nước Việt, khung nước Việt lại, đói mới thay đổi, chứ còn cho sung sướng nữa mới thay đổi, nhưng mà đói mà không có thê thảm kìa, không có đói la liệt như thời năm 42 hay là bên châu Phi. Nhưng thời đi lợi là gì, quốc gia mình ở bờ biển, rừng vàng bạc biển, có Hoàng Sa Trường Sa, đồng thời có một dãy biển. Trên thế giới này nước Việt là nước đẹp nhất, có những dòng sông và đi đâu cũng có biển. Còn có những nước hả, muốn một chút xíu biển không có, mấy nước Âu Châu á, miền bây giờ nó muốn ra đường biển cũng không có được á, bây giờ nó đảo kênh Phù Nam á. Thiên thời địa lợi là mình có địa lợi, sau này Hữu sẽ về lấy lại tất cả mảnh đất Quảng Châu, Quảng Đông và cả miền Lào, tóm lại thành một nước lớn hơn. Mấy vị nói sao Hữu có khả năng làm được. Trước khi mãn cái phần của cái phim này, thiên thời địa lợi nhân thì thật sự cực kỳ bất hòa trong lúc này đúng không, người Bắc ghét người Nam đúng không, cả công sản cũng là Bắc Nam ghét nhau, hải ngoại quốc nội cũng ghét nhau đúng không, thì nhân thì là quá bất hòa đi, nhưng mà sao làm hòa được là gì, hiện bây giờ họ cũng hiểu ra được cái gì gọi là cùng anh em máu mủ. Thì nó sẽ hòa, không hòa đói làm sao, không hòa sao giờ họ chấp nhận cờ vàng ba sọc đỏ quay trở về nước, là do cái miệng thù nói 5 năm nay, bây giờ họ chấp nhận rồi đó, cũng đâu phải chuyện dễ làm. Bây giờ mấy nhà chính trị Nam Cali á, mấy thằng Quy thằng Vong nó cỡ nào tao cũng đâu có tin, nhưng mà giờ phụ nói là từ từ chuyển hết, họ chấp nhận. Phụ còn nói ai muốn làm tỷ phú à, mua dễ vàng để sẵn, để chuẩn bị mà bán lá cờ cây vàng phải không, tại cái ngày mà thay đổi á lẹ lắm, ai có cờ đó người đó giàu. Thiên thời địa lợi nhân sẽ hòa. Rồi Trung Cộng thì bị Mỹ nó sợ là chiếm toàn thế giới, nó sẽ không giờ để những cái tiền mà đổ vô nước Trung Cộng về khai thác nữa, như mạch nữa, nó sẽ đổ vô nước Việt, thì nước mình lên lẹ lắm. Huống chi giờ cái núi Cô Tô trái nó đã sẵn vậy đó, đến lúc bà Tiên Sâm nổ một cái thì mỏ vàng mỏ ngọc của bà trên để sẵn cho phụ đó, nó lòi ra. Thì phụ có tiền nó lo dân được, giờ nó bằng miệng mà vua mà không có tiền sao lo cho dân, mà một quốc gia đổ nát mà để lại toàn là vô dân quá thì rất là khó để mà quật khởi trở lại lẹ. Cái bà trên sắp xếp hết, phụ không có lo mấy phần đó. Có gì nữa không? Ok bây giờ dạ. Đất nước Việt Nam mình là có cái tập quán là đám ma, đám cưới, đám giỗ. Thế thì sư phụ sau này sư phụ có điều chỉnh chút xíu nào không sư phụ, hay giữ nguyên vậy? Trước tiên á, lòng người nó phải qua một hai thế hệ.
mình không có thể, mình thấy sai, mình có những làm lãnh đạo không có thể chỉnh ngay lập tức liền, sẽ bị theo cái tập khí thói quen của phong tục lên án. Cái đó là không có sáng suốt. Trước tiên mình lo cho đất mình giàu có đi, rồi chuyện lặt vặt mình chỉnh đốn nhẹ nhẹ nhàng sao. Cũng giống như giờ trước tiên con làm supervisor, con phải hy sinh làm giỏi đồ này nọ, làm gương trước. Còn những cái chuyện mà lặt vặt mà con thấy người ta làm sai, mình đừng có đụng tới, tại nó không có ảnh hưởng lớn thì mình để im. Nhưng mà cái chuyện mà ảnh hưởng lớn á, cái đó là tập đoàn á, gọi là sư quốc danh mà làm tiền rồi dạy người ta hư á, mấy cái đó mình chỉnh đốn ngay lập tức. Và mình đưa cái học vấn trở lại là thờ cha kính mẹ, thầy là cha mẹ, thầy có quyền dạy dỗ cha mẹ, học sinh phải khoanh tay thưa cha mẹ trước khi đi học, khi về á, thì phải khoanh tay thưa thầy, nó phải tôn kính như vậy. Rồi ra đường phải tôn kính lẫn nhau, giống như là một cái quốc gia nó có trật tự từ lớp nhỏ thì cái cung cách, cái bì hê của nó lớn lên, nó mới đưa quốc gia thành cường. Mình đào tạo một quốc gia từ thế hệ nhỏ dài tới thế hệ lớn. Một đứa nhỏ mà nó ngông cuồng thì nó lớn nó càng ngông cuồng. Thì một đứa mà ngông cuồng nó sẽ làm 10 đứa kèm chế một đứa ngông cuồng cũng không có nổi. Mà một quốc gia mà nhiều đứa ngông cuồng quá thì quốc gia đó thành đại loạn. Cho nên muốn tiệt cho rốc rễ thì giống như cỏ vậy nè. Con muốn cái cỏ này xanh mà có mấy cỏ dại, con không nhổ liền á, nó làm hư mấy cỏ xanh. Con có hiểu cái lý đó không? Cũng giống nguyên một đàn cá, tự nhiên con đưa con cá lóc vô nó sực hết mấy cá kia, nó ăn nước trọng luôn, con không có làm vậy được. Con phải dạy hết. Con cá nào riêng mà nó không có đó thì cho nó riêng. Đó thì cái cách của thù là vậy. Và đồng thời thù lớn lên từ nhỏ ở Mỹ, thù sẽ học thêm những cái gì hay của ngoại quốc. Thù đi chu du khắp thế giới, những cái gì tài hoa của thế giới thù đem vô hết. Qua Nhật thù hết cách của Nhật, Mỹ ăn cắp kiểu của Mỹ, kiểu tiếng nói tự do của Mỹ, American Title của Mỹ, không có chơi kiểu 50 năm, thấy không? Rồi để cái living trust lại, một người giàu có thể nuôi có triệu người, thì tài sản quốc gia nó dồn về nước Việt trở lại. Hiểu học những cái hay, cái siêu của người Mỹ. Và lập muốn quốc gia muốn giàu có, đó là tài chánh. Thì trước tiên mình phải lập mỗi khu tài chánh giống như New York, thế Singapore, thế Hồng Kông. Nước Việt sẽ là nước đầu tiên thù sẽ lập cái tài chánh đó. Tất cả đồng tiền nó dồn gì đó rồi nó phân ra, nó cho tạm mướn, nó chỉ ăn lời thôi, trên mảnh đất Việt cũng giàu nữa. Trên những cái mà sư phụ học khôn từ trong cuộc đời làm ăn ở Mỹ, và bạn của sư phụ toàn là luật sư thứ dữ không, mấy lãnh đạo này trong mắt sư phụ một đám chỉ là biết tham thôi, nó không có biết suy nghĩ gì á. Đi qua ngoại giao hai thách cái giống như mỗi lần đi thua vô Intel, đi thua là đi coi thôi. Vậy mà Việt Nam cứ nói là ta để bắt tay với Intel rồi đó. Ấy mà Việt Nam một lần cái hụt từng cười với nó, không bao giờ dễ dàng như vậy. Mỹ nó cho đi vô coi hãng là một chuyện, mà nó làm ăn hay không là chuyện khác. Việt Nam mình hỏi mà đi vô thua nghĩa là tham quan á, phải nói là về nổ, nổ đi, nổ cho đã, nổ đâu tốn tiền đâu, nổ bệnh nổ đó. Ít có nổ đó mà nói thiệt không. Hỏi tiếp rồi sư phụ. Hả? Con hỏi tiếp rồi, con hỏi tiếp rồi. Thích hỏi gì cứ hỏi. Con có câu hỏi sau cùng thôi. Hỏi đi. Hỏi. Theo trong sau này chương trình sư phụ đó, sẽ lo cho người dân không riêng thế giới mà dân Việt Nam. Con chỉ nói dân Việt Nam thôi. Thế thì dân Việt Nam sau này á, mỗi người đều có một cái nhà làm chủ hay phải ở mướn, ở xe phòng như Việt Nam mình thấy. Dạ. Yeah. Hiện bây giờ nhà của mấy anh giàu á, nó chỉ có 10% là giàu nước Việt. Nó xây cả đóng hàng loạt khách mà đâu có người ở. Thay vô về là lấy cái đó mình bán, mà bán thuê mình. Trước tiên chính phủ phải có tiền, và chính phủ phanh những cái đồng tiền nó thuê mình, rồi tạo cái tín dụng như Mỹ. Tức là mình không có chuyện ở nhà lá nữa. Trước tiên á, làm gì biết không? Là mình thu thuế 35% của mấy anh giàu, là mình phát qua phe cho mỗi người già $300 được rồi. $300 đâu cần đi làm, thì quốc gia mình không có nghèo đói rồi. Chiếc đầu tiên vô làm vậy. Sau đó những cái nhà thương của chính phủ, của quốc gia chứ không phải của tư nhân muốn làm thì làm. Vô đó là miễn phí. Chứ không có chuyện mà bây giờ vô nhà thương nào cũng chặt tiền người ta không có tiền mình sao. Mình cũng giống như Mỹ có nhà thương quốc gia,
có nhà thương của tư nhân ở đây cũng vậy đúng không, mình cũng làm vậy. Thì cho những người mà qualify như vậy, trước tiên vô bắt hết mấy thằng nhóc chớp coi, tức là cho nó vô nội trú học hàng, học tiện, học con khỉ gì mà học, học sửa xe, nhưng mà phải học. Nhưng mà hai cái quan trọng vô phải làm, đó là vô sẽ mở nhà máy sản xuất những cái xe cẩu, xe cài, xe ủi. Tại một cái đó nó làm lẹ hơn là người cuốc, người cài. Thứ hai, vô cho sản xuất những cái máy CNC, tất cả những đồ gia dụng từ trong nhà cho tới đồ cao cấp của máy bay đều là từ cái máy tiện ra. Mình phải chế được cái máy đó. Mình không chế được hai cái máy này, quốc gia mình không bao giờ phát triển được. Nó giống như không có hai cái cây gậy lên núi còn đi không có được. Hiểu không? Tức là mình chú phụ biết từ chút những cái gì cần phải làm. Chứ không phải mình nói như mấy ông nội đó, nó phát triển mà cứ đi mua cái máy CNC của Nhật hay của Đài Loan một cái mấy trăm nghìn đô. Dân mình làm thì có tiền mua con. Cái nước Việt Nam bây giờ muốn có cái máy mà xịn, mà để chạy cái đồ xịn cũng không có làm được. Mà nói bằng miệng không, tại mấy ông không có hiểu. Mấy ông không có đi sát vô cái ngành nghề, mấy ông không có hiểu. Rồi mấy ông nói ok, ra làm canh tác, là nông nghiệp, sản xuất gấp đôi, gấp ba. Mà tối ngày cứ đi mua máy của nước ngoài không à. Mà nước ngoài nó bán cái máy đó dân sao mà mua nổi. Giống như cái máy cài đi. Việt Nam cũng đâu có sản xuất được. Cái gì cũng không sản xuất được. Mà cứ đòi hô to gió lớn. Đó là impossible. Vẫn lệ thuộc của người ta. Mình mới đi từ cái gốc và cái ngọn luôn. À, cảm ơn sư phụ. Có hỏi gì? Cô trả lời có thông không? Được hả? Trả lời được. Tạm được. Tại vì là đủ chiếu mà, có như là người business mới. Xin lỗi sư phụ, tháng 10, tháng 11 này mình bay về Việt Nam được không sư phụ? Bay thì được. Nhưng mà từ đây tới cuối năm dù về Việt Nam, nếu con về chung được thì về bánh trước thì ước. Hay mà về lúc mà trước khi Hụ về á, thì đạn nó như mưa rơi từ trong cổng nó nẻ vô, ngoài biển nó nẻ vô, với bên Tây Nam của miền nó bắn hoài đó, thì con hứng đạn giùm. Who know? Chứ không biết ngày giờ nào Biển Đông khởi chiến, nhưng mà nó sẽ khởi chiến trước khi ông Trump lên. Tại vì nó sợ, nó phải đánh trước ông Trump lên. Ông Trump lên là thằng Tàu làm gì dám đánh, còn cái suy nghĩ là vậy không? Trời ơi, Tập Trấn Bình bây giờ nó ngồi tối nào nó cũng té đá trong quần á. Trời ơi, Trump sắp lên lời rồi, Trump sắp lên, không biết sao cản được. Nên nó phải đánh trước, thiên hạ thủ di cường. Có không có đổi thường, có đó là đó. Thường đổi là con phải là vô trong cái Telegram group á, hiện giờ có 600-700 người trong đó đó. Thụ nói chuyện trên cái đài đó không, có số điện thoại không, đưa cho mấy đứa này nè, nó bỏ vô. Có trong cái Telegram group không? Chú cũng lấy Telegram group thì có cái nào trên đó đó. Bây giờ nói ngày mai tất cả hội thiên trên thế giới 50 triệu người sẽ thành thiên Việt. Lên trên online điền cái đơn này, nó phải có cái đơn chữ ký tiên thệ đàng hoàng. Còn giờ thiên tâm chúng ta là tự do thoải mái, tại vì Hồ chưa muốn chấp nhận bất cứ thiên tâm nào vô, để mà nó còn đi qua đi lại bên Việt Nam á, nó không có bị bắt á. Tại vì trong thiên tâm chúng ta á, ít nhiều cộng sản nó giỏi nhất là tình báo, theo dõi, chơi trò dơ, mị dân, đúng không? Trong thiên tâm chúng ta cũng có thiên ma vậy. Đâu phải thiên là thiên ông trời không đâu. Nó có thiên ma nằm trong đó nhiều lắm, cho biết mà. Trời ơi, mình nhiều lúc cũng phải tương kế tụ kế. Chứ bây giờ nó nói con ông trời mà nó tốt bên kia, trong máy lạnh không à, nó không có cảm nhận được. Mình phải cho người của nó sát bên nách mình, để biết sư phụ lợi hại như thế nào, để nó báo về, để cho mình Đỡ phải tốn hơi tốn sức. Và đồng thời nó đem bông hồng, thảm đỏ nó rước mình, còn hơn là đem AK ra đón mình. Thì mình phải cần nữ cán bộ, cán mà kim cương nằm dùng, đầy ở đây hết, ở EVD đây. Hiểu chưa? Chỉ có con trời mới là từ bi mới vậy được. Chứ không phải người thường mà có thể mà ấy được. Tại vì tất cả họ là người biết sao, họ là người còn chấp và nghi kỵ. Nhưng mà từ từ họ thấy thật và thiệt quá.
cuối cùng cũng là theo thôi. Nhưng mà khi mình đã khởi ý xấu thì cái nghiệp xấu nó cũng có đi theo á. Và đồng thời mình cũng phải trả cái nghiệp đó. Dứt hả? Có nhiêu đó thôi hả? Bữa nay mỗi ngày nói chuyện mà quay qua cái cũng nói chuyện 5-10 phút. Low echo. High echo. Cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói giống là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phủ quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại đấy cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đấy cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói giống là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phủ quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại đây quyền phủ quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần đời tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây
phương chính đang của người dân. Dân biết chọn gì cho mình, cho Thái Bình non nước Việt Nam. Trả lại đây quyền phủ quyết của toàn dân. Dân biết điều gì dân cần, để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân. Dân biết chọn gì cho mình, cho Thái Bình non nước Việt Nam. Cho Thái Bình non nước Việt Nam. Đang ca nó khô cổ. Bữa nay không phải là ngày mà ngồi nói chuyện ngang qua nói rồi đó. Chứ nếu mà chọn nói chuyện là chọn chỗ rồng rồng. Nói nó hoài con nói. Muốn kiện nói chính thì con nói chính. Chỉ có không có hơi thôi. Giờ là ông thầy đã có đúng cái đề tài của người hỏi. Con của ông trời là đa tài. Tài gì cũng có. Này mới học ca mới có mấy tháng năm mà lên ca tạm tạm được. Ồ nhiều người nó trơ xù ca cỡ này giống ca sĩ. Giống không anh? Giống. Đâu giống đâu. Ca chơi vậy. Ê, ca để mà kết thúc cuộc nói chuyện mấy cái bài mà về dân tộc ý nghĩa không? Còn muốn ca tình cảm yêu đương thì ca tình cảm yêu đương cho. Tại giờ này up the line muốn ca gì cả. Ô mấy thằng đó đang nằm yên lắm á. Đầu thai hết rồi. Nó có thằng người luôn rồi. Nằm bên Việt Nam. Những mà cái linh căn mà những cái cốt của nó nằm bên tay. Chú bệnh sư phụ có dàn giá đông lắm. Chỉ thương mấy đệ tử gần đây lâu nay vui buồn cam khổ thăng trầm với sư phụ. Lặng hợp mưa gió lạnh đi hai kinh cũng thở hì hục nhất là đệ tử hiệp thành. Đến ngày mà trứng gồng ở xuồng nở ra không biết mấy đệ tử này còn gần nổi sao. Tại cái vàng tụi nó ghê lắm, cả triệu đứa con. Mấy con có hai ba đứa là nhầm nhỏ tụi nó. Mấy đứa nào nấy cũng là thông minh tài hoa không. Có liên lạc cho bộ thường xuyên mà. Sư phụ nói vậy là Trương Phi ở Việt Nam mới rồi hả? Vậy là về Việt Nam mình nhờ mấy ông nào. Mấy ông rồng cũng có. Là Trương Phi đúng không? Còn tánh không, sư phụ? Cái tánh của người sao nó chàng nó khó đổi. Người ta phải tu cả triệu kiếp nó mới thay đổi được cái tánh. Sao đệ tử bà tiên người xuất thành bà tiên rồi đó. Đi sợ sao bà tiên này buồn, bà đi trước. Cho nên từng nào cũng gặp bà tiên này cho bà vui. Bà còn ở thế gian lâu phải không? Thiệt á, bà tiên mình á.